đang theo dõi thông tin dịch hại. Thông tin được thực hiện dưới sự phối hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Thông tin được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, hôm nay ngày 8 tháng 5, thông tin từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Đến thời điểm hiện tại, vụ lúa hè thu 2022, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 935.105 ha với các giai đoạn sinh trưởng như sau. Giai đoạn mạ 372.823 ha, đẻ nhánh 268.288 ha, đồng trổ 179.997 ha, chín 101.452 ha và thu hoạch là 12.545 ha. Với tình hình thời tiết có sương mù vào lúc sáng kèm theo nắng vào sáng sớm, mưa vào chiều tối, đơn vị dự báo đây là điều kiện thuận lợi cho các loại sinh vật gây hại phát triển. Do vậy, bà con không được chủ quan mà cần phải thăm đồng thường xuyên để có giải pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo năng suất cuối vụ. Theo đó, các đối tượng gây hại cụ thể như sau. Trè nâu, diện tích nhiễm trè nâu là 171 ha, tăng 29 ha so với tuần trước. Mật số đầy trên đồng phổ biến từ 750 cho tới 1.500 con trên mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm trè nâu như Đồng Tháp, Hậu Giang. Bệnh phan lùng, lùng xuống lá. Diện tích nhiễm bệnh toàn vùng là 726 ha, tăng 255 ha so với tuần trước. Tỷ lệ phổ biến từ 2,5 cho tới 5%. Bệnh xuất hiện tại các tỉnh Kiên Giang. Đáng chú ý, trong tuần qua, bệnh đậu ôn có xu hướng tăng. Theo đó, bệnh đậu ôn lá toàn vùng có 4.059 ha lúa bị nhiễm bệnh, tăng 1.932 ha so với tuần trước, tỷ lệ phổ biến từ 10 cho tới 15%, phân bố ở các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Đối với bệnh đậu ôn cổ bông, toàn vùng có 242 ha nhiễm bệnh, tỷ lệ bệnh từ 5 tới 8%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh như Đồng Tháp, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Bên cạnh đó, thì bệnh leo lép hạt cũng có xu hướng tăng khi toàn vùng ghi nhận là 2.608 ha lúa bị nhiễm bệnh, tăng 561 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 tới 15%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh như Đồng Tháp, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Các đối tượng gây hại khác như sâu cuốn lá nhỏ, chuột, sâu đục thân cũng gây hại nhưng diện tích không nhiều, chỉ cục bộ ở một số nơi. Để quản lý hiệu quả các đối tượng trên, đơn vị khuyến cáo, ngoài việc thăm đồng thường xuyên thì bà con phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong việc phòng trị. Trong đó, bà con cần phải lưu ý đến bệnh đạo ôn lá, bởi nếu phòng trị không kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Theo đó, để quản lý tốt bệnh đạo ôn, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông gửi đến bà con sản phẩm Tribin Plus 400SC với hoạt chất tiên tiến Pinocinin và Atrocitrobin. Sản phẩm Tribin Plus 400SC giúp phòng trừ đạo ôn cực kỳ hiệu quả. Lưu lượng 500ml trên 1 hecta, 25ml trên 25 lít nước, lượng nước phun 500 lít trên 1 hecta. Đến đây, thông tin dịch hại cũng kết thúc. Thông tin được thực hiện dưới sự phối hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại. Phú Nông mang đến sự khác biệt.